Mấy người có biết tụi hacker Anonymous hay không? Tụi nó vừa mới tấn công website của hãng hàng không Việt Nam, làm tổn thất biết bao nhiêu tiền của họ. Tụi bay im lặng hết cho tao, tao chưa nói hết câu mà. Tụi Anonymous này riết làm gì cũng không nể mặt tao hết. Mà lý do gì tụi nó để tấn công hãng hàng không Việt Nam mấy người có biết hay không? Tao chắc chắn một điều rằng là tụi nó bực mình chuyện lưỡi bò chứ không đâu hết. Hình như hoạt động của tụi Anonymous này là bên tàu khửa phải không vậy mọi người? Vậy chắc là tụi nó bực bỏ cái chuyện mà thua kiện đường lưỡi bò đó. Cũng may là đường lưỡi bò nó nằm bên nước khác chứ nằm bên nước Đức mình, chắc tụi Anonymous này nó hát luôn bộ râu của anh Le là anh Le không còn tinh thần vậy mà diệt chủng nữa phải không mọi người? Vậy anh Le ơi, bây giờ anh có kế hoạch gì chưa hả anh Le? Chưa. Thằng Hộp, chiếu những thiệt hại cho tao coi cái coi. Mời anh Le coi. Theo như thông tin chúng tôi vừa nhận được thì nhóm hacker Anonymous đang nhắm đến những cơ sở hạ tầng lớn ở một số đất nước, cũng chỉ vì muốn chứng tỏ thực lực và bản năng hack của mình. Tính tới thời điểm hiện tại, nhóm hacker Anonymous đã gây tổng thiệt hại tới một số quốc gia với một số tiền rất lớn, làm ảnh hưởng tới nền kinh tế của tất cả mọi người. Hiện tại thì bọn chúng đang chiêu mộ, tuyển dụng những nhân tài ở Việt Nam tham gia vào tổ chức của bọn chúng. Để giải quyết tình hình này, một số những tập đoàn lớn đã mời các chuyên gia tới để tư vấn nhằm cố gắng giảm tối thiểu tình trạng bị hack này. Một số chuyên gia được nhờ tới bao gồm siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Xin chào Anonymous, CR7 đây. Các bạn yêu bóng đá chứ? Đừng có hack nữa. Không nghe lời là tôi khỏi đá cho các bạn coi á. Ca sĩ trẻ Justin Bieber. Justin, bạn nghĩ gì về tụi hacker Anonymous? Dạ, có nghe. Thì tụi Anonymous này, chúng có công việc riêng của chúng, còn tôi có công việc riêng của tôi, cũng không dính dáng gì nhau hết. Nhưng mà trong số thành viên đó có ai mà mến tôi á mà cố tình hack hoài á, thì tôi nghĩ chắc tôi bỏ nghề ca hát, tôi không hát cho tụi này nó nghe nữa. Bởi vì tụi nó hát như vậy là tụi nó vô nhân đạo quá. Vì đâu mấy nước lớn không chịu hát hát tới Việt Nam luôn, làm ảnh hưởng tiền bạc của người ta quá trời luôn, nhìn thấy tội. Mà lỡ như máy bay người ta đang bay, nó hát một cái người ta rớt xuống biển hết. Nên tôi nghĩ sắp tới để mà lường trước được những hậu quả thì tôi nghĩ là mọi người nên học nhảy dù đi, tôi nghĩ sẽ tốt hơn đó. Vì lỡ như bị rơi thì chúng ta có dù để mà nhảy, và chúng ta còn biết cách nhảy làm sao để cho đúng. Biết là cái chuyện này nó cũng rất quớt à, nhưng mà mình cứ lường trước những cái chuyện nhỏ tới với mình đi. Nhiều khi mình cứ mãi lo mấy chuyện lớn mà ý không lo giải quyết mấy chuyện nhỏ thì tôi nghĩ cũng không có gì gọi là tốt đẹp hết. Bởi vì có nhiều cái nó nhỏ nhặt lắm nhưng mà nó ảnh hưởng tới mình những hậu quả cực kỳ lớn. Thì đương nhiên tôi nói như vậy có nghĩa là tôi đã rành về việc nhảy dù rồi, cho nên là tôi cũng khuyến cáo mọi người là vậy đó. Tôi nhất định sẽ tìm cách ngăn chặn tụi Anonymous này, nhất quyết không để cho bọn chúng hoành hành bá đạo nữa. Giết hại bọn chúng làm gì cũng coi thường cái hàng Le này hết á. Bọn chúng nghĩ bọn nó làm vậy là hay hả? Có tài không chịu đi giúp người, toàn đi quậy người không à. Giờ phải kiếm cái chỗ nào đặt cái máy chủ cho an toàn nhất là làm đố trà tụi nó hát được. Đi đi tìm đi. Mày đi liên hệ thế giới số điện cho tao đi. Bà mẹ tụi nó, thế giới số có hệ thống thường lửa chống tin đó, tụi nó hát được tao con mày á. Ý lẽ liên hệ họ vậy lên đi. Nói ngày bực, ở bển họ đang có chương trình khuyến mãi, có cơ hội được tặng iPhone 6 Plus với Apple TV nữa. Mày nhanh đi, không rồi nó hát luôn cái chùm râu của tao.